Thôi, cuối cùng chúng ta cũng đã hoàn thành xong sân khấu cho các bạn nữ rồi các em ạ. Nhìn cũng không tệ đấy nhỉ. Dạ đúng rồi thầy. Nhưng em nghĩ chúng ta còn thiếu bản hiệu sân khấu. Chúng ta nên đặt một cái tên cho buổi biểu diễn thời trang của các bạn nữ thầy ơi. Theo mình nghĩ thì việc đặt tên cho buổi biểu diễn thời trang của các bạn ấy hay để các bạn ấy lo đi, chứ chúng ta đâu có rành đâu. Ừ, thầy đồng ý với ý kiến của Ford Ryan. Hãy để cho các bạn nữ lo liệu về cái tên. Dạ, hay là bây giờ chúng ta kiếm gì đó bỏ bụng đi thầy. Hôm nay chúng ta đã cực quá rồi. Em và Ryan kiếm gì đó ăn trước đi, vì thầy vẫn còn một số thứ để lo. Ủa, chàng xa xa kia hình như là khách mời của chúng ta đã tới rồi kìa. Tôi hân hạnh xin chào cô hiệu trưởng, Miss Team Helena và cô giáo dạy yoga. Hôm nay tôi rất vui khi có tất cả ba cô đến đây để tham dự cùng buổi picnic của lớp tôi. Xin cảm ơn sự đón chào nồng nhiệt của thầy Ken đối với ba chúng tôi. Hôm nay chúng tôi cũng đang trong tâm trạng háo hức khi được đến dự buổi picnic của thầy và các trò. Tôi hy vọng đây sẽ là một ngày thật là vui vẻ đối với thầy và các trò. Vâng, khi tôi được nghe chị của tôi, cô hiệu trưởng Jen, nói về thầy và các trò, tôi rất vui vì tôi biết trong lớp của thầy có hai học trò đã từng học bộ môn yoga của tôi. Vâng thưa cô, hai học trò của tôi, Catherine và Vina, nói đã từng học cô giáo dạy yoga, cô Joyce. Cô rất tốt bụng và đáng yêu. Các em ấy đã thật sự nói như vậy sao? Tôi cảm kích quá. Và điều mà tôi cảm thấy rất là đáng quý đó chính là sự hiện diện của Miss Teen Helena đây. Chào thầy Ken, hôm nay tôi rất vui khi được thầy và các trò mời đến dự buổi picnic này. Tôi nghe nói hôm nay sẽ có một buổi biểu diễn thời trang do tất cả các em học trò trong lớp của thầy thiết kế. Vì tôi cũng là một nhà thiết kế từ khi tôi còn là học sinh, nên tôi rất muốn chiêm ngưỡng những tác phẩm nghệ thuật của các em. Vâng, tôi xin cảm ơn Miss Helena nhiều lắm. Hôm nay, các học trò của tôi đã chuẩn bị buổi picnic thật chu đáo. Và chúng tôi cũng vừa mới dựng sân khấu cho buổi biểu diễn thời trang tối nay xong. Hiện tại, tất cả các học trò của tôi đang chơi ở bên trong. Các cô có thể vào tham quan nếu các cô muốn. Vâng, thưa thầy, tôi cũng rất muốn xem các em hoạt động như thế nào trong buổi picnic của thầy. Ok, vậy thì mời tất cả các cô hãy đi theo tôi. Tới rồi kìa. Chào Vina. Dạ em chào cô. Hôm nay cô rất vui khi được gặp lại em trong buổi picnic của thầy Ken. Dạo này em như thế nào rồi? Có còn tập những bài yoga của cô không? Dạ, dạo này em vẫn tập yoga đều đặn ạ. Hôm nay gặp lại cô ở đây em cũng vui lắm. À cô ơi, tối nay em có một buổi biểu diễn thời trang do chính tay của tụi em tự thiết kế. Em hy vọng cô sẽ thích. Cô nhớ coi nha cô. Ôi, học trò của cô dạo này giỏi quá. Cô tự hào về em lắm đó Mina à. Tất nhiên là tối nay cô sẽ xem phần biểu diễn của em rồi. Em cảm ơn cô. Sao rồi Teresa? Mọi thứ cho buổi biểu diễn thời trang tụi em đã chuẩn bị đầy đủ hết chưa? Dạ thưa thầy cứ yên tâm, tụi em đã lo hết phần biểu diễn thời trang tối nay rồi. Bảo đảm sẽ là một sự bất ngờ đối với thầy và các cô. Giỏi lắm, giỏi lắm. Để xem nào. We early risers. Rises.
Chào mừng tất cả các bạn đã đến với buổi biểu diễn thời trang của ngày hôm nay. Vâng, và lời nói đầu tiên cho em xin được gửi lời chào trân trọng nhất đến thầy giáo Ken, người thầy yêu quý của chúng em, đến cô hiệu trưởng Jen, cô giáo dạy yoga Joyce và Miss Teen Helena cùng toàn thể các bạn trong thế giới Barbie đang đón xem chương trình này. Và bây giờ, Sierra Day sẽ không để các bạn và thầy cô phải đợi lâu nữa. Chúng ta hãy bắt đầu đón xem bộ sưu tập mang tên Mùa hè sôi động cho tất cả các bạn nữ trong lớp chúng ta thiết kế. Đầu tiên, chúng ta sẽ chào đón Raquel trong bộ váy hết sức nổi bật. Raquel cho rằng, khi chúng ta có một làn da trắng sứ của người châu Á, thì các bạn hãy nên chọn cho mình những loại vải tối màu, màu xanh đen, màu đen, màu xanh lơ sẽ giúp bạn nổi bật hơn trong đám đông. Và đúng vậy, Raquel đã thành công. Đặc biệt hơn thì chúng ta có thể nhìn sự phối hợp màu sắc của Raquel qua màu vàng của bông cúc và màu vàng của đôi giày. Thật tuyệt vời khi cô bạn kết hợp cùng với một chiếc ví hình piano, một thắt lưng màu vàng bóng và dây chuyền màu xanh đồng bộ với chiếc cài trên mái tóc đen dài của mình. Tạm biệt chiếc váy nổi bật của Raquel, chúng ta hãy đến với cô nàng thứ hai nhé. Tiếp theo là Catherine. Catherine chọn cho mình một phong cách thời trang khác biệt hoàn toàn với vải lưới. Như các bạn đã biết, vải lưới đang là hot trend của năm 2016, được rất nhiều ngôi sao nổi tiếng trên khắp thế giới ưa chuộng kiểu thời trang này. Và cô bạn cũng rất khéo léo khi chọn cho mình một chiếc ví trắng để phù hợp với loại váy này. Điểm trên cổ một chiếc vòng trang sức lấp lánh đã khiến cô không khác gì một fashionista. Chào tạm biệt Catherine, chiếc nơ trên tóc của bạn đẹp lắm. Bây giờ chúng ta hãy đến với phần tiếp theo nhé. Wow, hãy nhìn Vina xem nào, cô ấy thật khác so với những ngày thường ở lớp. Hôm nay trông cô bạn có vẻ cá tính hơn với phong cách boho này. Mùa hè năm nay đã trở nên thật mát lạnh với những chiếc kem trên chiếc đầm của Vina. Các bạn có thể thấy cô khéo léo xẻ tà và kết hợp với một đôi giày màu trắng cùng với chiếc ví màu trắng. Kết hợp một chiếc vòng cổ màu hồng cùng với chiếc cài boho trên tóc, Vina đã trở thành một cô gái cực kỳ quyến rũ. Thành công rồi Vina ơi, chúc mừng bạn. Và cuối cùng trong bộ sưu tập mùa hè sôi động này chính là cô nàng Teresa. Đây là một bộ váy mà Teresa lấy cảm hứng từ mùa hè nhiệt đới ở Hawaii. Sự kết hợp đặc biệt giữa màu vàng và màu đỏ cà rốt của chiếc đầm khiến Teresa không khác gì một ngọn lửa tươi đẹp. Wow, với thiết kế tua rua ở dưới chân đã khiến cô nàng trở nên cá tính hơn bao giờ hết. Cùng với sự khéo léo của chiếc vòng màu bạc và chiếc ví màu bạc đã giúp cô thêm nổi bật. Chúng ta hãy cùng nhau ngắm lại cô nàng Teresa xinh đẹp nào. Và bây giờ, xin mời mọi người hãy cùng nhau nhìn lại những thiết kế trong bộ sưu tập thời trang mùa hè sôi động của bốn cô nàng nhé. Vâng, và sau những phút giây chiêm ngưỡng bộ sưu tập mùa hè sôi động của bốn cô nàng ở đây, các bạn cảm thấy như thế nào? Bộ váy nào mà các bạn thích nhất thì hãy cho bình luận ở bên dưới nhé. Và chương trình bây giờ vẫn chưa có kết thúc đâu, vì các bạn sẽ có thêm được một lần chiêm ngưỡng một bộ sưu tập nữa do chính bốn cô nàng ở đây sáng tạo, có tên là Dạ hội mùa hè. Xin mời Raquel đã quay trở lại và nổi bật trong một chiếc đầm vẫy cá đầy sang trọng.
Cô bạn tự thiết kế cho mình một chiếc đầm lệch vai cùng với sự kết hợp của kim sa lấp lánh. Cô đã trở thành một ngôi sao hàng đầu hơn bao giờ hết. Có ai nhận ra điều đặc biệt nhất ở đây? Đó chính là chiếc váy của cô được xẻ tà, trông cô thật là quyến rũ, làm nổi bật làn da trắng mịn của người châu Á. Tiếp theo chúng ta sẽ quay lại với cô gái dịu dàng Vina. Vina trông thật ngọt ngào khi chọn cho mình một loại vải màu tím khoai môn kết hợp với đôi môi hồng của cô, trông cô như một viên kẹo ngọt. Tuy là thiết kế của chiếc váy này rất đơn giản nhưng nó vẫn tôn lên nét đẹp hoàn mỹ của Vina. Cảm ơn Vina nhiều nhé. Bây giờ chúng ta hãy đến với phần tiếp theo nào. Wow, Teresa đã quay trở lại với một thiết kế đầy sexy và quyến rũ. Cô bạn thật tinh tế khi chọn cho mình một loại vải cực kỳ sang trọng, được đính những hạt kim sa lấp lánh và kết hợp với một đôi giày xám, khiến cho cô trở nên lộng lẫy hơn bao giờ hết. Tuy nhiên, phần áo có vẻ hơi sexy nên có lẽ cô bạn đã khoác thêm một chiếc kimono ở bên ngoài. Và cuối cùng đó chính là cô công chúa Catherine. Wow, cô như là một nàng công chúa trong thiết kế một chiếc váy lệch vai và đệm thêm một chiếc khăn choàng ở trên tay. Với mái tóc đen móc lai tím, cô khéo léo chọn cho mình một chiếc nhẫn tím và một đôi giày tím để thêm phần nổi bật cho chiếc đầm. Cô ấy thật sự rất thông minh và tinh tế trong việc lựa chọn trang phục cho mình. Mời Catherine ra chào mọi người thêm một lần nữa nào. Vâng, quý vị cảm thấy như thế nào ạ? Rất là đẹp đúng không ạ? Rất kiêu sa, lộng lẫy và sang trọng. Và bây giờ, tôi xin mời tất cả bốn cô gái hãy lên sân khấu, có mặt đầy đủ trên đây để được mọi người ngắm thêm một lần nữa. You can take my heart for a walk on the beach. You can take my heart for a little trip. You can take my heart very close to your heart. You can take my heart forever if you like. But not. Và bây giờ em xin mời cô Miss Teen Helena lên đây và cho ý kiến về bộ sưu tập này ạ. Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay tôi rất là hân hạnh khi có mặt trong buổi biểu diễn thời trang handmade của bốn cô bạn ở đây. Thực sự tôi rất bất ngờ trước khả năng sáng tạo của các em về bộ sưu tập thời trang mùa hè sôi động, cũng như là bộ sưu tập thời trang mùa hè dạ hội ở đây. Rất tuyệt vời các em ạ. Cô cảm thấy nó còn đẹp hơn cả thiết kế của cô đàm ra nữa đó. Và tất nhiên, bốn cô bạn ở đây có khả năng trở thành một trong những nhà thiết kế nổi tiếng ở Việt Nam nếu như các bạn có thể đi theo ngành thiết kế thời trang. Và tôi sẽ là người giúp đỡ các em ấy. Hãy tin ở tôi. Tôi sẽ luôn giúp đỡ, động viên và giải đáp tất cả các thắc mắc của các bạn về lĩnh vực thời trang. Các bạn rất có tài năng đấy. Mình thành công rồi kìa các cậu ơi. Mình thành công rồi. Và tiếp theo là cô giáo, hiệu trưởng và cô yoga. Xin chào tất cả các bạn. Thôi chị nói trước đi. Thôi em nói trước đi. Ok, rồi. Hôm nay cô hiệu trưởng được đến đây và xem tất cả các bạn tổ chức một buổi picnic nè, rồi tổ chức một buổi biểu diễn thời trang. Cô cảm thấy rất là tự hào về học sinh của trường mình. Sao mà các em có thể sáng tạo đến như vậy chứ? Cô hiệu trưởng Jen nói đúng. Ngay bản thân tôi là một giáo viên dạy yoga, tôi cũng rất vui khi mà thấy những học trò của mình ngoài khả năng sáng tạo, các cô ấy còn rất là xinh đẹp, vóc dáng chuẩn, có thể trở thành những siêu mẫu của tương lai luôn. Đặc biệt nhất ở đây là Vina và Catherine là hai học trò đã từng học môn yoga của tôi, nên hôm nay nhìn hai học trò tỏa sáng trên sân khấu, tôi rất vui. Yeah, chúng ta thành công rồi. Chúng ta thành công rồi các cậu ơi. Dạ, và em xin mời thầy giáo của chúng em, thầy Ken.
Xin chào tất cả các trò và chào ba cô khách mời đáng quý có mặt trong ngày hôm nay. Thực sự thì hôm nay thầy nhìn phần trình diễn của bốn bạn gái trong lớp, thầy quá tự hào, không biết nói gì hơn. Điều mà thầy cảm thấy đáng quý ở đây nhất chính là tất cả các em đã biết được thế nào là sáng tạo, đã hiểu được mình có thể làm ra những thứ gì, những vật gì bằng chính đôi tay của mình. Cảm ơn tất cả bốn bạn gái ở đây đã giúp cho buổi picnic của chúng ta trở nên sôi động và thú vị hơn. Và thầy hy vọng buổi cắm trại này sẽ là một trong những buổi cắm trại đáng nhớ nhất trong cuộc đời học sinh của tất cả các em. Chúc tất cả các em có một kỳ nghỉ hè thật vui vẻ và ý nghĩa bên gia đình và bạn bè nha. Hẹn gặp lại mọi người trong năm học mới. Bộ phim Bài học của Teresa tập 17 đến đây là kết thúc. Nếu thích video này thì các bạn đừng quên bấm like, share và subscribe Song Thư Channel để ủng hộ Song Thư ra thêm nhiều video clip mới nha. Chúc các bạn có những phút giây xem phim vui vẻ. Bye bye và hẹn gặp lại. Song Thư love you.